Chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Mới đây thì YG đã chính thức nhá hàng teaser MV Ice Cream, đánh dấu màn hợp tác của Blackpink và Selena Gomez. Những thức phim đầu tiên ra mắt khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Điều đầu tiên mà họ cảm nhận trong chiếc teaser MV ngắn ngủi này chính là nhan sắc, năm cô gái với visual nổi bật trong mùa hè nóng bỏng hội tụ với nhau. Selena Gomez trước nay được đánh giá rất cao về nhan sắc, cô nàng là một ngôi sao lớn của US, UK. Blackpink cũng là nhóm nhạc nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp và thần thái. Nếu như màn kết hợp này không phải là Blackpink mà là ngôi sao K-pop khác thì có lẽ đã bị dìm nhan sắc trong chính MV của mình bởi nàng Selena. Tuy nhiên thì trong teaser MV lần này, người hâm mộ cảm giác như mình bị một cú lừa đến từ thần tượng. Đầu tiên là mái tóc của Jennie không hề màu hồng như trong poster được tung trước đó, tóc của nàng là màu đen. Tiếp theo là việc YG cho Blackpink giữ bí mật về trang phục, thông báo là teaser MV nhưng không ai biết bốn cô nàng hắc hường sẽ mặc trang phục gì và biểu diễn ra làm sao. Cũng có thể là bikini thật vì các cô nàng để lộ vai khi xuất hiện, nhưng cũng có thể là không phải. Cuối cùng là màn khoe giọng Ice Cream. Người hâm mộ tranh cãi không biết là Jennie hay Selena đã hát bởi vì chất giọng của cả hai khá giống nhau. Đặc biệt là Jennie, cô nàng có chất giọng sexy giống với phong cách của những ngôi sao US, UK. Chính vì những lý do này mà sau khi xem teaser của YG, fan cảm nhận có như không có, cuối cùng thì cũng phải đợi đến ngày 28 tháng 8. Chúng mình là Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Thank you.